Hello các bác nhá. Em còn ít cái chân to full nhôm. Hơi xấu một chút. Hơi xấu và lỗi nhẹ một chút vẫn dùng được. Thanh lý các bác nhé. Thanh lý cho các bác này. Đây ạ, cây này thì nó mất một cái núm cao su. Các bác nhá, nó mất một núm cao su, trong nó có cái lỗ này. Về các bác nào thích thì các bác tháo hết ra. Các bác cái khu gỗ đóng mà hoặc không để vậy cũng được. Đây này. Để vậy thì nó cũng chả sao. Có tay quay. Con ốc ở đây thì cái núm nhựa như thế này đúng là nó có cái núm nhựa để vặn nữa, nó bị vỡ. Một là các bác vặn chặt cố định vào. Hai nữa thì các bác nào thích thì về mình hàn cái tai vào nhé, hàn cái tai vào để mà dùng. Đây, vẫn điều chỉnh các chức năng là bình thường, nó chỉ bị như vậy thôi. Đây. Phun nhôm. Mã 145, nặng tới 2 cân các bác nhé, con này nặng 2 cân này. Thu gọn lại là 65 cm và cao hết cỡ là 160 cm, 1m6. Đây các bác nhé. Thanh lý là 500k. 500.000 các bác nhé. Đấy, chỉ lỗi một tí xíu như thế thôi, 500.000. Tiếp theo này. Tiếp theo cái này mã 144, nặng 3 cân, cao 60 đến 160 cm. Rất là to quá nhé. Đấy, tay quay các thứ lên mượt mà luôn. Toàn bộ cái chân này là nhôm này, nhưng mà phần đầu này bằng nhựa quá nhé. Nhưng mà nhựa này rất là dày, dày lắm quá đây này. Nhựa rất là dày. Con này thì nó cũng bị mất ba cái chân cao su ở đây. Đấy, mất ba chân cao su chả vấn đề gì đâu, mình vẫn dùng bình thường. Này con, đấy. Thanh lý tiếp em này. Mất ba núm cao su thôi. Còn phần đầu trên bằng nhựa rất là bằng nhựa rất là chắc các bác nhé. Nó là nhựa, nó không phải là cái loại nhựa chết, nhựa cứng đâu. Đây này, cặp nó mềm như kiểu là cao su khô ấy. Hoặc là không thì các bác có thể lên Shopee các bác đặt cái núm cao su này, có hết đấy các bác nhé. Đấy, nhưng nó ít của em người đặt có thanh lý luôn. 700k các bác nhé, thanh lý 700k. 700, chỉ mất ba cái núm cao su thôi. Mã 144. Tiếp theo mã 140. Con này thì đầy đủ các chức năng. Nặng 2,8 cân, cao 70 đến 160 cm. Nhưng mà con này cái đầu thiết kế được đầu kiểu này. Nhìn thấy cái đầu không nhỉ? Rồi, máy đang hơi yếu pin chút. Rồi, đây cái đầu thiết kế được đầu kiểu này. Để em kẹp củi thì vẫn ok thôi. Đây này, các bác nới cái này ra tí này. Đấy, cái đầu này vẫn điều chỉnh được các tư thế như thế này. Đó, mình nới lỏng, nới hơi nới một tí thôi thì mình dùng sức mình vặn. Đấy, xong rồi mình hãm thằng này lại. Đấy, có tay quay các bác nhá. Đây, nới ốc ra này. Xít tí, mai em chặt đi dầu vào em. Rồi, em này thanh lý luôn cho các bác 500k. Coi nha, siêu to luôn đấy. 500k. Tiếp theo mã 138, nặng 2 cân, cao 60-130 cm. Con này thì không lỗi làm gì hết các bác nhé. Nó chỉ xấu thôi. Còn cái chân của nó này rút được ra tầm này thôi, rút được một đoạn nữa thôi nha các bác nhé. Con này thấp nhất là 60 và rút hết cỡ được 130 cm, cũng phun nhôm luôn, nó hơi xấu thôi. 500k, anh em về kẹp củi thì ok luôn nhá. Mã 138, 500. Tiếp theo con này cũng phun nhôm luôn này các bác này, con này phun nhôm luôn. Con này thì quáng carbon. Đây này các bác này, đúng ra là ba chân nó sẽ có ba cái ốc cao su như này, ba cái ốc tỉ để nó cắm. Một là cái đầu nhọn và hai cái đầu này cắm gãy mất một bên rồi, gãy một bên. Một là về các bác cắt hẳn đi đều nhau luôn, hai là để như thế này nó cũng không ra. Con này thì không có tay quay nhá. Cái ốc trí ở đây thì một là các bác để bạn chết cố định lại, hai là mình chế cho cái tai để cứ rút xuống. Đây, các chức năng thì vẫn bình thường nhé. Nặng 2,7 cân,
cao 65 tới 160 cm, giá 500k. Tiếp theo em này thì không lỗi làm gì. À, con này cái tay quay này, con này. Ví dụ cái tay quay này là nó bị ô cái này long rồi, bỏ nhá. Con này coi như là bỏ cái tay quay ra luôn. Coi như là không có tay quay. Hơi xấu, các bạn này, bóng hết sơn, con này xấu quá. Cao 65 tới 160 cm, nặng 2,5 cân. Rồi, em này thanh lý 400k. 400.000 các bạn nhá. Lấy cái nào thì alo em. Giá chưa bao gồm phí ship có nha. Phí ship 30k một đơn. Đấy, Eto là 200.000 một chiếc. Đây có rất nhiều chân nhưng mà chân bé thôi. Đây. Chân to nhôm full thì nhà em hết mất rồi. Rồi, ok các bác nha.